Giờ em thai thì mày lùng rồi, đưa cho bà một lối gì giờ thai nữa. Ủa chị anh em bữa nay mua gì mua rau? Ừ. Đấy xuống đây, hello. Thôi à, thôi. Đừng nói buồn. Sống mẹ hè mà nó lại chọn á. Dạ, cho xuống nghe dạng cho nó sửa đi. Quay. Anh được đón đi. Đúng, không rượu đi. Dễ chị mình lập được cái điều đã tay em thấy dữ vậy sự đã má bỏ nó lẽ hả là tiền ô hay là thấy anh như không ô ạch nghe thích mình công nhận hệ ôn cái đặng thuận mới ôn ai không nói chả hát luôn trời hồi lớn mới đúng trời hồi lớn đẹp đó đúng không nó nói gì sợ nó quá đẹp một nhiều cái gì là
đủ mà đi chứ đó. Cái gì thì đi cô chứ đó. Thế sao là sao? Về xin chị Ngọc đi. Không cần. Hay quá. Hay. Sao có ngại rồi không xong lại nhớ mà. Tự một vừa gì? Đi hả mẹ? Đi hả mẹ? Đi hả mẹ? Là đi cái quán mà hót mà quán nhỏ á. À, radio. À, radio á. Không được. Ngọc không cao đâu, không có xin luôn. Chắc kéo một xe mà cao luôn. Hôm nãy trời núi như tờ mươi. Ồ, cái đi heo đi ô. Không, cái xe đi ô. Em tưởng một cái đi heo. Đi heo. Heo gì đi đủ. Ờ. Quá, bó phế cầu nè. Thôi, nó đủ đó. Nước cũ quá. Mày mẹ ốp đi lần hôm nay trời tụi mày mẹ ốp khô. Hả? Mày không để ý lắm. Tụi mày mẹ ốp khô mà có màu xanh màu xói như chị dù gì thương á. Trời ngó mà mẹ ốp hả? À. Mẹ ốp khô màu xói như chịu đó. Nhiều mà thấy mẹ bị tụi mấy lần hồi nãy thấy nhấm khô mẹ chịu thấy nhấm mùi luôn. Ốp khô đó. À gì thương. Thank you.
Tối tết này được hai năm đó hai miếng luôn bây giờ thấy yên cái bè như được yên gì về xét nghiệm xong mới chắc mà nó là mối chờ đi mua tí cái cú thoát này chờ đi đây mà chưa biết thuốc cú thoát mua with the